Sáng 28 tháng 4, đội tuyển U22 Việt Nam đã có buổi tham quan Chu Wat Unalom, thưởng lãm cảnh đẹp, nét thanh tịnh của địa điểm tâm linh nổi tiếng trên nước bạn Campuchia. Đây cũng là hoạt động rất có ý nghĩa trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt, đem đến cho các cầu thủ cảm giác bình yên và sự tĩnh tâm trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ huy chương vàng tại SEA Games 32. Wat Unalom là một trong năm ngôi Già Lam Phật Địa ban đầu của Phnom Penh khi thành phố trở thành thủ đô của Vương quốc Campuchia. Cổ tự nổi tiếng này hiện là trụ sở của Trung ương Phật giáo Campuchia, chứa đựng hàng ngàn giá trị lịch sử lâu đời gắn liền với thủ đô Phnom Penh. Trong đó có một thư viện quy mô tầm cỡ với khoảng 30.000 quyển kinh sách, một bảo tháp tôn chí ngọc xá lợi, lông mày của Đức Phật và tam tạng kinh Pali. Sau những chuỗi ngày miệt mài tập luyện và luôn phải đối diện với những áp lực lớn, việc có được dịp hòa mình vào chốn tâm linh trong không gian bình yên, thanh tịnh đã mang lại những giá trị tinh thần tích cực cho các thành viên đội tuyển U22 Việt Nam cùng nhau hướng đến những điều tốt đẹp, thuận buồm, xuôi gió trong hành trình chinh phục huy chương vàng SEA Games 32. Chiều nay, thầy trò huấn luyện viên Philippe Jouzier đã tiếp tục trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận ra quân gặp U22 Lào diễn ra ngày 30 tháng 4 tới.